Mới đây, cư dân mạng đang xôn xao về clip người đàn ông mặc quần sọt, áo vàng cầm gậy đập phá ô tô màu đen đổ trước nhà mình. Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc Toyota Fortuner màu đen đổ trong một con ngõ. Thay vì nhắc nhở tài xế điều khiển xe ô tô ra khỏi khu vực phía trước nhà mình, một người đàn ông mặc áo vàng đi từ trong nhà ra, cầm theo thanh gỗ rồi đập liên tiếp vào phía đuôi xe. Sau khi làm vỡ phần kính sau, người này tiếp tục tấn công cặp gương chiếu hậu và khu vực sườn xe. Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông mặc áo vàng. Chưa biết ô tô có đổ xe chắn cửa nhà hay gây bất tiện cho những người bên trong đi lại hay không, nhưng dù thế nào thì cũng không thể phá hoại tài sản của người khác như vậy. Có thể thấy đổ xe sai quy định sẽ bị lên án và xử lý vi phạm, nhưng sự nóng giận bộc phát này khiến chủ nhà đang đúng lại trở thành sai. Nếu người đi ô tô đổ xe chắn lối, có nhiều cách văn minh để giải quyết cho trường hợp này. Đằng này, người đàn ông áo vàng lại đập phá như vậy, thiệt hại là không hề nhỏ. Cộng đồng mạng cũng đưa ra lời khuyên cho chủ xe rằng nên giữ nguyên hiện trường và mời cơ quan chức năng đến làm việc. Con lên đậu nhà con, được.